Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpace Việt Nam. Hôm nay mình đang có một sản phẩm chuột khá là hay tới từ Rapu. Khi mới nhắc tới thương hiệu này thì các bạn thường nghĩ đến các sản phẩm theo dạng là giá rẻ này, dễ tiếp cận người dùng khoảng tầm độ loanh quanh vài 300.000 thôi. Nói chung là những cái sản phẩm của Rapu nó sẽ dành cho những bạn theo dạng là entry level, mới tham khảo và tìm hiểu những cái sản phẩm về gaming gear. Còn bây giờ thì với chiếc VT1 Pro này được định hình là một con chuột hiệu năng cao từ hãng, và với tất cả những công nghệ mà các bạn có ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra một mức tiền khoảng tầm 1.3 triệu, 1.4 triệu gì đó. Mình thấy đây là một cái option khá là ngon ở trên thị trường hiện tại. Vậy thì hãy cùng xem con chuột này có gì đặc biệt nhé. Rồi, vào trên tay mình đây đang là Rapu VT1 Pro. Cái dòng VT1 này thì nó sẽ có 3 phiên bản là VT1 thường này, VT1 Pro và VT1, nếu mình nhớ không nhầm là Ultra thì phải. Cái con thuộc dòng cao nhất của VT1 thì nó sẽ được sử dụng cái mắt đọc, đấy là 3950. Nhưng cái sự khác biệt thì nó chỉ liên quan tới cái mắt đọc này thôi. Còn những cái thông số chi tiết khác thì mình sẽ muốn focus nhiều vào con này hơn. Rồi, và để nói về kiểu dáng ấy, con này form mình thấy nó khá là dị. Cái form này khi mình cầm lên thì nó cũng liên tưởng khá nhiều tới con Cobra Pro mình đang có trên tay. Tuy nhiên thì đây lại là hai mẫu chuột nhá. Mặc dù cái phần chiều cao và cái phần độ dài của nó nếu như các bạn tra ở trên Elo Shape là bằng nhau, tuy nhiên thì cảm giác cầm thì nó lại khác biệt đi khá nhiều. Cái khác biệt đầu tiên chính là đây, cái con Razer thì nó sẽ được làm phần hông nó cắt gọt vào sâu hơn so với cả là con VT1. Cái phần này thì theo như cá nhân mình sử dụng, mình đánh giá với cái kiểu cầm là palm grip ấy, con Razer này thì nó sẽ được làm ngon hơn, tại vì cái phần hõm vào này là nơi mình tiếp xúc cái phần ngón tay cái vào, cầm sẽ ok hơn. Thêm một điểm nữa là với con Cobra Pro này nó sẽ khác biệt so với cả con VT1 đây. Nếu như các bạn nhìn thấy cái con VT1 nó sẽ được gọt ở đây, gọt hai bên như này luôn, tức là nó sẽ không được làm flare out ra, tức là nó không được làm rộng ra so với cả là phần hông dưới bên này nữa. Thì cái kiểu cầm này nó sẽ đặc biệt dành cho những bạn tay nhỏ. Cái con Cobra Pro này nếu như các bạn có tay trung bình mà cầm theo kiểu claw ấy, thì vẫn được. Còn mình khuyên là những bạn nào mà có kiểu tay nhỏ, tay mình thì nó cũng khá là bình thường thôi, không phải là quá nhỏ, nhưng mà con này sẽ đặc biệt cực kỳ phù hợp cho những bạn mà có size tay khoảng tầm độ dưới 17 và dưới 18 cm, cầm nó sẽ rất là fit luôn. Vì khi mình có cầm như này thì với cái kiểu cầm palm grip thông thường nó vẫn sẽ khá là ngon và fit tay, tức là cái phần main click này nó được trượt theo đúng một cái độ dốc mà ngón tay của mình có thể áp được vào cái phần main click ở cả phần hai ngón tay này, thì cầm nó rất là ok. Và thêm một cái nữa là phần hông, như mình đã vừa chia sẻ, phần này nó sẽ được gọt cắt nó nhỏ vào hơn một chút, nó không được làm bè ra. Thì với những bạn có tay nhỏ, phần này nó sẽ được vừa vào phần trong lòng bàn tay, ôm tốt hơn, thì chúng ta có thể cầm theo kiểu là palm grip hay là claw đều được. Đó thì về form là như vậy, nó cũng là một con chuột khá an toàn với những bạn mà có tay nhỏ và cầm theo những kiểu mà mình vừa kể trên. Rồi, tiếp theo đến một cái điểm cực kỳ nổi bật của con này, nó chính là ở trong tầm giá khoảng độ 1.3 triệu, 1.4 triệu thì nó sẽ được trang bị một cái mắt đọc cực kỳ ngon, đó chính là con 3398. 3398 này là được Rapu collab với cả là PixArt, nó dựa trên cái base của con 3395. Về thông số mắt đọc này thì mình chắc cũng không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Có một số mắt đọc 3395 mà trước đây mình được sử dụng qua thì nó sẽ hay bị một vài hiện tượng, đó là delay hay là bị LOD cao gì đó. Cái này thì nó sẽ liên quan đến tối ưu của từng hãng nhiều hơn, nên là vở trong cái tầm giá này chúng ta cần lưu ý những cái con chuột như vậy. Không phải là cứ 3395 cho khoảng tầm độ giá 1 triệu lên quanh là ngon, các bạn cần phải tùy theo cái con chuột mà mình lựa chọn mình sử dụng nữa. Những cái bài review thì ở trên mạng cũng khá nhiều, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem là con nào nó thực sự ok với cái nhu cầu là chơi hát. Thì với cái con 3398 này là được Rapu sử dụng hợp tác với cả là PixArt thì mình không gặp một cái khó khăn gì cả. Con này chơi game thì nó rất là ngon, rất là mượt mà. Tuy nhiên các bạn cứ lưu ý là ở trong phần setting của con chuột này sẽ có hai cái là LOD 1 và 2 mm. Những bạn mà chơi game chơi hát cũng như mình thì bắt buộc là cần phải để 1 mm, tại vì mình đã có thực trải nghiệm cái 2 mm của con này rồi, nó cũng hơi cao ấy so với cả là những cái con chuột mà 2 mm thông thường nó được tối ưu. Thì khi mà mình nhấc lên khoảng tầm đoạn này, chắc là khoảng tầm độ 3, 4, 5 mm gì đó, thì nó vẫn sẽ bị ở tracking nhẹ. Cái này sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều cái tình huống đặt tâm. Ví dụ như là chúng ta đặt tâm di ngang thì đâu đó có thể cái tâm nó sẽ bị di lên hoặc là di xuống một chút. Cái này các bạn cần đặc biệt lưu ý setting 1 mm LOD thì nó sẽ cực kỳ là ngon. Và thêm một cái nữa là ở trong tầm giá khoảng hơn 1 triệu này thôi, nhưng mà các bạn được trang bị đầy đủ 8000 Hz polling rate. Mặc dù nhá, trên phần vỏ hộp này nó chỉ ghi là 8K
có dây và 4K wireless. Tuy nhiên thì với cái phiên bản firmware mới nhất mà mình đã update xong thì con này có thể chạy được tối đa là 8K Z ở cái nano receiver. Nhưng mà các bạn cần lưu ý này, đây là dạng nano receiver, tức là cái receiver này nó sẽ có khả năng thu phát sóng ở một khoảng nhỏ thôi, chứ nó không phải giống như những cái receiver thông thường và như những cái dongle 8KHz, ví dụ như dongle của Razer hay của Asus. Những cái dongle đó thì nó sẽ có cái cường độ phát tín hiệu và cái tần suất, tức là nó sẽ sử dụng cái 8K, nó ổn định hơn khá là nhiều. Với cái nano receiver này, mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái cục extension, cái cục mà nối dài dongle ấy thì nó sẽ được hợp lý hơn. Các bạn để chuột ở đây, các bạn để dongle trên này thì nó sẽ đem lại cái kết quả là sử dụng ổn định. Và mình đã có test qua cái 8K của con này rồi thì nó sẽ chạy được ổn định ở đâu đó khoảng tầm độ 6.000, tại vì nó cũng là một cái giới hạn của nano receiver thôi, nó không phải là một cái dongle rời được bán kèm như là một số thương hiệu khác. Và mình khuyên là các bạn nên sử dụng, nếu như chúng ta để chơi game kiểu chơi hát ấy, để tầm khoảng độ 2.000 hay là 4.000 nó là ok rồi. Vì mình cũng đang có một con màn hình tần số kép rất là cao mà mình cũng nói rất nhiều trong video rồi, là chúng ta cũng rất là khó để trải nghiệm được những cái sự khác biệt giữa 2.000 và 4.000, trừ khi các bạn kiểu chơi game theo tracking nhiều thì cái đó nó sẽ phù hợp cho một số đối tượng sử dụng khác nhau. Còn ở đây với những người mà dùng cơ bản thì các bạn cứ chơi tầm 1.000, 2.000, 4.000 hay là đều ok hết. Một điểm cực kỳ đáng tiền nữa trên con chuột này là chúng ta thấy cái thân hình của nó rất là nhỏ gọn đúng không? Tuy nhiên ở bên trong này nó là một cục pin 800mAh. Mình nhắc lại nhá, là 800. Với cái mức dung lượng như này thì theo như hãng công bố, các bạn có thể chơi được tối đa là 160 tiếng sử dụng liên tục ở chế độ 1KHz. Cái con này mình cũng đã sử dụng ở trong một vài video trước đây rồi, cách đây khoảng tầm độ 1 tháng rưỡi gì đó. Và cái tần suất mà mình sử dụng ấy, mình thường xuyên để con này là 4KHz. Mình tắt luôn cái chế độ tiết kiệm pin đi thì con này ở 4K khoảng tầm độ 3 tuần mình mới cần sạc một lần. Tức là với những con chuột mà khoảng tầm 4K thông thường ấy, các bạn sử dụng cục pin 250 hay là 500mAh thì nó được căng lắm, tối đa thì được khoảng tầm độ 1 tuần thôi. Đấy là những con chuột mà thuộc dạng trâu ở trên thị trường rồi đấy. Còn con này thì thời lượng pin của nó là 3 tuần mình sử dụng cái 4K. Nó thực sự nó cực kỳ trâu luôn. Mình cũng không hiểu sao mà có lẽ có thể nét được một cục pin vào như này. Mặc dù nhá, cái pin của nó là 800, pin rất là lớn, nhưng mà trọng lượng của con chuột này nó lại chỉ là 59g mà thôi. Như đã nhắc trong của nhiều video rồi, là cái mức 59g này mình thấy nó khá là cân bằng về nhiều yếu tố, là về cân nặng này, về cái phần build tổng thể bên ngoài. Và đây không phải là con số gì nó quá nặng cả, 59g nó rất là phù hợp cho những bạn sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên thì có một cái cần lưu ý như này, cái sản phẩm VT1 Pro này ấy, mình lại không đánh giá cao về cái chất lượng build cũng như là về những cái tổng thể bên ngoài ra sao. Bởi vì nhá, nếu như mà chúng ta đặt cạnh cái con chuột này với một số sản phẩm khác trong tầm giá, chẳng hạn như kiểu là con của Asus và của Razer Hyperspeed ấy, thì các bạn có thể thấy là cái thông số về spec của nó thì có thể là hơn. Tuy nhiên thì những cái bên ngoài như này, chẳng hạn như mình chơi game rất là bình thường thôi, nhưng mà sau tầm 1 tháng thì đây, con này khi mà bấm vào, các bạn có thể thấy được rõ cái độ flex luôn. Mình chỉ cần bấm một tay thôi là mình đã cảm nhận được rồi, ở cả hai phần bên hông này luôn. Đây là cái mà có thể gọi là điểm weak point của cái phần con chuột này. Bấm vào bên này thì nó thực sự khá là flex đấy. Và khi mà mình có lắc chuột mạnh như này thì chúng ta vẫn sẽ bị khá là dơ nhiều ở phần con lăn. Có một điều nữa mà các bạn cần đặc biệt lưu ý, nhất là với những bạn mà hay ra mối tay ấy, con này mình không rõ là nó có phần coating ở bên ngoài hay không, hay là dạng rubber ice gì đó, mà cầm con này thì cảm nhận thật sự nó rất là trơn. Đây, khi mà mình có sấy này thì cái ngón tay của mình nó thường xuyên bị trượt kiểu này ấy. Đây, khi mình bấm này, đó, cái phần ngón tay của mình nó khá là hay bị trượt. Cái này thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến những cái tình huống sấy ở trong game của các bạn. Nên là lời khuyên của mình, chúng ta hãy dán cái grip tape cho con này đi. Nó khá là may mà hãng cũng cung cấp đầy đủ phụ kiện là bao gồm grip tape, thì chúng ta sẽ dán vào đây, nó sẽ cải thiện được cái phần grip ở trên con chuột này hơn. Thật sự là đây, ở phần hông này, phần bên clip này và phần hông bên này nó rất là trơn đấy. Mình đặc biệt khuyến cáo là các bạn nên sử dụng thêm grip tape nhá. Và thêm một cái nữa là fit của con này nó khá là cùi, nó chậm, nó mỏng. Nó chỉ phù hợp với những cái pad theo dạng như là hybrid hay là speed thôi. Mình đã có thử một vài lót chuột con chuột trên này để bằng clip trên mặt bàn thì phải nói thật là nó chậm, ôi rồi ôi luôn. Bởi vì chất lượng của nó không phải là quá cao, như ở PTFE thì không được chất lượng cho lắm. Nên đây cũng là một cái các bạn cứ lưu ý khi mà sử dụng lót chuột phù hợp cho con VT1 Pro này. Nhưng mà dẫu sao ấy, với cái tầm giá khoảng tầm hơn 1 triệu hiện tại, chúng ta sẽ theo tham chiếu là gì?
là một sản phẩm hàng chính hãng được bảo hành 24 tháng đầy đủ ở Việt Nam. Và Rapu thì cái chế độ rất là ngon đấy, mình thấy là bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm luôn. Thì đây cũng là một cái khá là an tâm nếu như các bạn muốn sử dụng con chuột theo dạng là chính hãng này, có thương hiệu này, và chúng ta sẽ được support đầy đủ trong khoảng thời gian sử dụng, không cần phải mua sản phẩm hàng sách tay, thì nó sẽ là một cái option khá là ngon. Trong tương lai thì mình cũng sẽ đem đến những cái sản phẩm mà theo dạng hàng nội địa chung để cho các bạn dễ dàng có cái nhìn trực quan và đánh giá hơn. Còn thời điểm hiện tại, mức giá của con này hiện tại mình thấy rất là dễ chịu ấy, hơn 1 triệu thôi thì nó sẽ khá là dễ tiếp cận dành cho nhiều người, kể cả những bạn nào sinh viên thì cũng có thể thử lên form của con này và trải nghiệm chơi game. Mình thấy là nó không có vết xước gì cả, để 1.000, 4.000 hay là 8.000 gì đó mình chơi game rất là ok. Rồi, và đây là những gì các bạn cần biết về sản phẩm chuột mới của Rapu là con VT1 Pro này. Nếu như các bạn cần mua sản phẩm thì mình sẽ để đường link ở phần bình luận và mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.